các bạn thân mến, hôm nay mình có mặt tại là quốc lộ 1A, Dĩ An, Bình Dương. Thì ở đây có một cái kho hàng cơ giới máy đào, chuyên máy đào Hàn Quốc, Dosan Hyundai Samsung, rồi đủ kiểu con đà điểu hết. Đây Samsung, xe đẹp quá, chất sơn quá. Rồi thì nó gồm có các dòng máy như là Dosan nè, Sola cũng là Dosan, Hyundai, Daewoo đồ. Thì mình hỏi giá thử là thì ở đây thì mình biết được con mà nhỏ nhất á là khoảng 190 triệu, còn con mà lớn tiền nhất thì anh này nói chuyện khoảng lớn tiền nhất là to nhất là 1,5 tỷ. Để mình hỏi anh chủ coi cái kho hàng này là kho hàng gì. Cái kho hàng mình tên gì em quên anh rồi anh ơi. Phú Thắng hả? Nó lại bằng quảng cáo 4 số 5 đó. Kho hàng Phú Thắng. Trước mặt cái biển quảng cáo 4 số 5 mà quảng cáo nó dài bữa nó thay bây giờ. Anh ơi, chiếc Dosan mà DX140 ở đây mình bán bao nhiêu anh? Daewoo Dosan nè. Mấy? 1,35 tỷ. Cái đời nó trừ mấy anh? Trừ 5 hả? Bánh hơi. Xe Dosan này xài rất ngon. Tại bên nhà mình đang xài 2 chiếc. 1,35 tỷ một chiếc các bạn. Dosan Daewoo. Xe ở đây thì mình thấy còn khá là mới đẹp. Kho hàng Phú Thắng. Có cả Hitachi nữa nè, chắc không ăn tới sữa. Còn tàn Hyundai Samsung không ạ? Nó quá to. Đi dạo một vòng. Có con Vivo này. Chủ yếu là đi tham quan là chính thôi các bạn. Phú Thắng. Quá trời chưa. Đây Hyundai nè. Xe đẹp không? Nó to quá. To nhất là 1,5 tỷ nè các bạn. To nhất là 1,5 tỷ. Con này gầu hơn một khối hơn. Không biết mấy ta? 353 300. 300. 300 302. Wow. Bánh hơi bánh xích. Đủ dòng hết. Đi qua đây coi. Hyundai. Khủng khiếp chưa các bạn? Ở đó là to khủng luôn. 3 mét. Chỉ ngắm thôi chứ còn mình chỉ hỏi giá đơn giản thôi. Thì anh chủ nói là từ 190 là nhỏ nhất đến chiếc này 1,430 đến 1,5 tỷ là mắc nhất. Xe đẹp quá. Mấy chiếc Samsung giờ nó còn mắc không anh? Bánh lốp á,
là em MX mấy? MX6 hả? MX6 703. Bỏ ngoài đường. Rồi. Ngắm qua kho hàng này là biết rồi. Trước à, đối diện ngôi Vĩnh Phát, bên kia là Vĩnh Phát, à bên kia là Vĩnh Phát, đây là Vĩnh Phát các bạn. Để mình coi coi con Samsung này trừ máy lên màu hết rồi. Trừ sức 594.